Chuyện đầu thai thành heo ở An Giang. Câu chuyện bắt đầu từ những giấc mộng báo của vợ chồng anh Võ Thanh Đẫm, tên thường gọi là Út, 43 tuổi, và chị Dương Thị Trơn ở ấp Đông An, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Anh Đẫm kể, đêm đó anh nằm chiêm bao thấy cha anh báo mộng. Ông là Võ Văn Minh, đã chết cách nay 8 năm, khi 78 tuổi do bệnh tai biến. Trong giấc mơ đầu tiên vào đêm 21 tháng 10 năm 2013, bà anh Đẫm hiện về, kêu: Út ơi, bà chết rồi, đầu thai làm heo ở xóm ngoài. Trước mũi của bà có hai lằn rạch xuống, đó chính là trâu của bà. Còn ở đùi sau có một cái đếm đen. Khi nào tới chuồng thì bà nhảy lên mừng con. Sáng ra anh Đẫm đem giấc mộng kể cho vợ nghe, thì bị vợ kêu là mê tín, không tin. 6 ngày sau, anh Đẫm lại được cha báo mộng y hệt lần trước. Anh cũng không nghĩ nhiều tới y giấc mơ, bởi cả ngày phải lo làm thuê kiếm sống. Nhà anh thuộc diện hộ nghèo, có 2 đứa con lại bị thiểu năng. 20 ngày sau khi cha báo mộng lần thứ 2, anh Đẫm lại tiếp tục thấy ba về báo mộng. Ông nói: Sao bà báo cho con 2 lần mà con không đi tìm ba? Ba buồn ba bỏ ăn nên bị người ta đè ra chích thuốc. Vài ngày sau thì ba tôi về báo mộng lần cuối. Ông nói: Sao lo nhậu say xỉn hoài mà không đi tìm ba? Rồi đêm 22 tháng 11, ba tôi lại về báo mộng cho bà xã tôi. Ông nói: Vợ thằng Út ơi, đi tìm ba đi, ba khổ lắm, bà trông đợi lắm. Nghe vậy, bà xã khuyên kêu tôi đi kiếm con heo, nhưng tôi nói bà đi thì đi, tôi bận đi làm mướn. Sáng hôm sau thì tôi đi làm hồ, và vợ tôi thì âm thầm đi tìm ông già. Anh Đẫm kể: Sáng 23 tháng 11, vợ anh Đẫm bơi xuồng đi tới cái xóm có nhiều người nuôi heo. Khi vợ anh dò hỏi về chuồng heo như được mô tả trong giấc mơ, một người dân tại đây đã chỉ tới chuồng nuôi heo của chị Lê Mỹ Hạnh. Trình bày xong với chủ nhà, vợ anh Đẫm liền đi ngay ra chuồng và bất ngờ thấy trong bầy có một con heo hình thù y như ông già tả trong giấc chiêm bao. Bà xã tôi kể lại sự tình và hỏi mua con heo đó thì người ta chịu bán với giá 2,5 triệu đồng. Con heo nặng chừng 30 kg và là dạng heo bò có lông màu vàng và nhiều đốm đen. Một điều hết sức lạ là khi gặp bà xã thì con heo liền mừng, nó nhảy lên đưa 2 chân trước, rồi 2 lỗ tai nó ngoắc ngoắc. Khi đưa con heo lên xe chở về nhà thì nó ngồi êm ru như người ta ngồi xe vậy. Anh Đẫm nói: Chừng 2 giờ sau khi con heo được chở về nhà anh Đẫm, nhiều người kéo tới xem. Khi đem heo thả trước sân thì nó không dám vô nhà. Anh Đẫm ngẫm nghĩ có lẽ là mình quên trình cử huyền thất tổ nên đốt nhang cúng. Cúng xong anh ra sân nói: Ba ơi, con trình cử huyền rồi, bà vô đi. Lập tức con heo phóng lên cửa và chạy tuốt ra sau buồng. Lúc người ta tới coi đông quá, tôi nói: Ba ơi, ra chào bà con đi. Thì ổng chạy ra ủi ủi vô dò nhiều người. Hễ tôi kêu ổng đi đâu là ổng đi đó. Anh Đẫm kể lại: Bà Phan Thị Sữa, nhà ở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, nghe tin nên đến coi. Bà khẳng định chuyện anh Đẫm thả con heo ra sân, nhưng con heo không chịu vào nhà. Sau khi thấy anh Đẫm cúng vái thì kêu con heo liền chạy vô nhà. Chính bà cũng lấy làm lạ về chuyện này, nhưng không lý giải được. Chăm sóc ba, anh Đẫm đinh ninh con heo chính là cha mình quá kiếp, nên anh không dám mua cám cho ăn. Ngày mới đem heo về nhà, anh nấu cháo tàu hũ, tức là đậu phụ, thì heo ăn chỉ một chén là ngưng. Mấy ngày sau ngồi chơi, tiện tay thảy bánh tay ra sân thử, thì con heo chạy tới ăn ngấu nghiến. Một ngày, ổng ăn hết 1 ký bánh. Rồi tôi pha nước trà đường cho ổng uống. Trong chiêm bao, ba tôi kêu khi bắt ổng về thì cầu nguyện 3 ngày, rồi giết ổng đi, để ổng siêu thoát.
Nhưng con heo là cha tôi nên tôi đâu nỡ giết. Câu chuyện ly kỳ về con heo lạ lăn nhanh, dân từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau kéo đến nhà anh Đẫm xem heo cả ngày lẫn đêm. Vợ chồng tôi nằm mộng rồi đi tìm được con heo y như vậy nên tin đó là ba tôi. Cử chỉ và hành động hơi lạ là tôi kêu gì làm nấy. Khi tôi giăng mùng cho heo ngủ thì cả đêm nó không ị bậy gì trong nhà. Anh Đẫm bộc bạch: Bà Phạm Thị Cúc, 68 tuổi, mẹ ruột chị Hạnh, người chủ con heo đã bán cho anh Đẫm, kể: Con Hạnh nuôi heo nái để đẻ, rồi bắt con nuôi lớn, dành bán heo thịt. Hồi đó tới giờ, nó không bán heo con. Nhưng hơn 3 tháng trước, trong bầy heo 7 con vừa đẻ, thì có một con lạ, nó cứ hay nằm buồn buồn. Thấy vậy, con Hạnh mới sợ nó bệnh, nên kêu thú y tới chích thuốc. Anh Đẫm nằm mộng cũng được cha báo vụ chích thuốc này. Khi nó nặng gần 30kg, thì tường của cái chuồng cao hơn một thước, mà heo cứ phóng ra ngoài, nên con Hạnh ghét. Con Hạnh nói: Mặc kệ mày, mày phóng ra cho mũi cắn chết luôn. Vậy rồi cứ tới khuya thì con Hạnh thấy nó phóng vô chuồng trở lại, trong khi cả bầy thì 6 con kia không con nào phóng ra được. Con heo sau khi về nhà con trai được 41 ngày, không bệnh mà tự dưng chết, chấm dứt một kiếp làm heo. Nơi mẹ tôi đến. Mẹ tôi chết ở Đại Lục, tôi đem công đức xuất gia hồi hướng cho bà và đích thân chứng kiến mẹ thăng thiên. Đây là việc ngàn chân muôn thật. Địa điểm xảy ra tại Tháp Thất Bảo Điện Địa Tạng thuộc chùa Đại Giác ở Cư Long, Đài Loan. Một tối nọ, tôi mộng thấy mẫu thân đang bị giam trong ngục. Sau đó, bà từ trong ngục đi ra, níu tôi, cất giọng sầu thảm nói: Con ơi, hãy mau cứu mẹ. Tôi hỏi: Vì sao mẹ lại ở trong đây? Mẹ tôi nói rất nhiều, bà thuật chuyện bị người đem nhốt vào ngục như thế nào, khổ sở ra sao, và thúc hối tôi hãy mau cứu bà ra. Tôi nói: Được rồi, xin mẹ hãy chờ, con nhất định sẽ cứu mẹ. Tôi vừa trở mình thì thức giấc, liền ngồi bật dậy. Khi tôi nằm thấy ác mộng này nhằm vào lúc chùa Đại Giác đang mở đại giới đàn tại Cư Long. Sáng ra, tôi vì mẹ lập một bài vị để cầu siêu. Quý vị chú ý cách thức tôi lập bài vị. Trước tiên, tôi chắp tay lại tụng một quyển kinh A Di Đà và 21 lần chú giảng sinh. Tụng xong thì cầm bút viết bài vị. Khi thảo mỗi một nét chữ, tôi luôn niệm Phật. Viết xong thì tôi lại tụng 21 lần chú giảng sinh, đọc hồi hướng và cung thỉnh chư Phật Bồ Tát gia hộ cho mẫu thân được siêu thăng, ly khổ đắc lạc. Sau đó, tôi cầm bài vị đưa cho một chú sa di nhờ đem đến đặt ở bàn thờ vong nơi công đức đường dùm, vì tôi còn phải đi làm nhiệm vụ dẫn lễ của mình nên cũng chẳng rõ chú tiểu đã an trí bài vị của mẫu thân mình ở chỗ nào. Tối đó tôi lại nằm mơ, thấy mình kéo mẫu thân thoát ra khỏi địa ngục, tay tôi vẫn giữ chặt mẫu thân và từ không trung bay thẳng về Đài Loan. Tôi chỉ nhớ được từ trên không trung ở Kim Môn, chỉ một bước thôi là tôi nhảy thẳng qua eo biển Đài Loan. Khi đến trên không chùa Đại Giác thì tôi liền hạ xuống, đứng trước cổng niệm Phật đường. Sau đó, tôi hộ tống mẫu thân lên lầu, thỉnh bà ngồi một góc nơi phía bên phải và nói: Mẹ hãy ngồi ở đây đợi con nha, con sẽ siêu độ cho mẹ. Nói xong, tôi thức giấc.
Hôm sau, vì quá bận rộn truyền giới nên cả ngày tôi chưa rảnh để qua xem thử tình hình Linh Dị mẹ được an định thế nào. Đến chiều, khi mọi người đều đi dùng bữa cả, do tôi quá ngọ không ăn, nên tôi tranh thủ thời gian này đi đến niệm Phật đường để xem cho biết bài vị mẫu thân được đặt ở đâu. Đến nơi vừa nhìn thì, ôi chao, quả đúng như chỗ tôi đã từng đặt mẫu thân ngồi trong giấc mộng. Đối diện với Linh Dị mẹ mình, bất giác niệm buồn thương khởi lên, tôi không kềm được, lệ rơi sùi sục. Thế là tôi bèn tụng một quyển kinh A-di-đà và 21 biến chú giảng sinh cho mẹ, chí thành cầu Phật siêu độ cho bà. Tụng xong thì đi ra, trong lòng bùi ngùi không vui. Tôi ngoái đầu nhìn thất bảo tháp. Nếu như mọi lần thì tôi chỉ xá rồi đi ra, nhưng hôm ấy thì khác. Vừa bước đến sân điện Quan Âm, nhìn thấy tượng Bồ Tát Quan Âm thì tôi liền bái, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: cầu xin Bồ Tát từ bi siêu độ cho mẹ con. Đi tiếp đến điện Phổ Hiền, Văn Thù, Thích Ca, vân vân, tôi đều lần lượt lễ bái cầu Phật lực gia hộ cho mẫu thân. Sau đó tôi đi lạy từng nơi, trong lòng chỉ có một niệm: xin cầu siêu cho mẫu thân. Quay về lại điện Quan Âm, vốn là tôi đã định đi ra, vì khi đó trời đã tối, thì bỗng phát hiện nơi góc tường bên kia có ánh sáng, và từ trong đó thổi ra một luồng âm phong lạnh lẽo thê lương, khiến tôi cảm thấy sợ. Lẽ nào đó là âm vong của oan quỷ không siêu thoát? Vì muốn biết đây có phải oan quỷ hay không, tôi bèn đi đến xem thử. Khi tới chỗ đó, tôi lớn tiếng nói: này, có phải là hồn oan quỷ nào đó chăng? Nếu có thì hãy đến tìm tôi có thể giúp cho các vị giải oan. Vì trước đây tôi làm ở Bộ Tư Pháp, hiện giờ cũng có rất nhiều bạn bè làm pháp quan, kiểm sát quan, tôi có thể thưa giúp các vị giải oan. Âm phong không còn nữa, tôi cúi đầu ngó xuống, thấy bên dưới là một tầng hầm, phải xuống cầu thang hình trôn ốc mới vào tới được. Thế là tôi đi xuống đó. Nguyên đây là gian thờ cốt, bên trong có thờ Bồ Tát Địa Tạng. Vừa nhìn thấy ngài, tôi liền nhớ đến chuyện xưa kia Bồ Tát cũng từng cứu giúp mẫu thân. Thế là tôi liền thỉnh cầu Bồ Tát siêu độ cho mẹ. Tôi nói: con chẳng cầu chi khác, bởi có câu: một người con xuất gia tu hành chân chính có thể độ cửu quyền thất tổ được siêu thăng. Đây là lời Phật nói, mà Phật thì không hề giọng ngữ. Vì vậy con khẩn cầu Bồ Tát Địa Tạng, xin tối nay hãy hiển hiện cho con xem. Con muốn được tận mắt nhìn thấy cảnh mẫu thân thăng thiên. Nếu bà không thăng thiên, con xin quỳ ở đây mãi không đứng dậy. Nói xong, tôi quỳ trước Bồ Tát Địa Tạng, niệm chú triệu thỉnh mẫu thân. Chú triệu thỉnh rất linh, lúc niệm chú, tay tả tôi kết ấn kim cang, tỳ vào eo, tay phải bắt hoa ấn, miệng niệm chú triệu thỉnh. Trước đây tôi niệm luôn có cảm ứng, cho nên tôi tin khi tôi triệu thỉnh, mẹ sẽ tới. Sau đó tôi lại tụng Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn của Bồ Tát Địa Tạng. Lúc niệm tôi chắp tay, dùng tâm quán tưởng câu chú chữ Phạn. Cứ thế tôi tụng chú Diệt Định Nghiệp Tiêu Trừ Cõi Quỷ cho mẫu thân. Tiếp đến lại vì bà niệm Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn, tôi kiết thủ ấn, quán tưởng chữ Phạn trong tay phóng quang, ánh sáng sắc trắng, cầu cho mẹ tiêu trừ nghiệp chướng.
Ba câu chú này vừa niệm xong, tôi thưa với Bồ Tát Địa Tạng: Thưa Bồ Tát, việc con đã làm xong, tiếp đến là phần của Ngài. Ngài nhất định phải siêu độ mẹ con. Một ngày mẹ con chẳng siêu thì con xin quỳ tại đây một ngày không đứng dậy. Hai ngày chẳng siêu thì con quỳ hai ngày không dậy. Bảy ngày chẳng siêu thì con quỳ bảy ngày không đứng dậy. Cho đến bao giờ mẹ con thăng thiên mới thôi. Con muốn chứng kiến tận mắt, chứ không muốn thấy cảnh mẹ con siêu thăng qua giấc mộng. Nhất định con phải nhìn thấy mẫu thân siêu mới được. Nói xong, tôi quỳ xuống niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mắt lệ tuôn tràn, tôi cầu nguyện tha thiết, vừa khóc vừa niệm. Chẳng biết niệm đến bao lâu thì phát hiện trên nền đất dưới tòa Bồ Tát Địa Tạng Vương bỗng có một làn khói xanh bay lên. Mới đầu nhìn giống như làn khói nhang thật lớn. Chà, có khói hiện, chẳng lẽ đã được cảm ứng? Trong lòng tôi vừa nghĩ thế thì liền gia công niệm: Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Lúc đó dần khói xanh dần dần bay lên cao, ra khỏi mái ngói, kết thành hình một dòm hang và bay lên từng tầng, qua tầng thứ hai, tầng thứ ba, vẫn cứ thế không thay đổi biến hóa gì. Nhưng khi bay đến tầng thứ tư, làn khói xanh đó mới hóa thành hình hoa sen. Đến tầng thứ năm thì trên hoa sen hiện có một người ngồi, hình dáng giống như mẹ tôi lúc ở nhà. Đến tầng thứ sáu, mẫu thân tôi đã biến thành thiên nhân. Đến tầng thứ bảy, trông bà càng trang nghiêm, đẹp dịu dàng như hình ảnh tổ mẫu nương nương mà nhân gian thường thờ phụng bái lạy. Bà đội mũ phượng, mặc y trời, trên tay cầm viên ngọc. Trong chớp mắt, tòa sen bay tiếp lên cao. Trong khoảnh khắc xoay chuyển biến đổi ấy, tôi vội hướng Bồ Tát Địa Tạng Vương gian cầu: Thưa Bồ Tát Địa Tạng, xin Ngài hãy mau mau cho con biết và thấy rõ, chứng thực được người ngồi trong hoa sen đó chính là mẹ của con. Tôi vừa dứt lời, ôi chao, người ngồi trong hoa sen lập tức quay đầu lại ngó xuống gọi: Nguyên ơi! Là thế danh của tôi. Tôi lập tức hồi đáp: Dạ, con nghe thưa mẹ. Mẹ tôi mỉm cười, vẻ rất hân hoan, và bà hóa thành làn khói xanh bay thẳng lên mây rồi biến mất giữa trời cao. Tôi quay lại nhìn tượng Bồ Tát Địa Tạng Vương, cảm kích rơi lệ nói: Thưa Bồ Tát, cảm tạ Ngài đã siêu độ mẹ con thăng thiên. Cuối cùng ngày hôm ấy, ngay tại đây tôi đã tận mắt chứng kiến mẹ thăng thiên. Nhờ vào đâu? Chính nhờ vào việc tôi xuất gia. Thế thì vì sao có biết bao người xuất gia nhưng mẹ không thể siêu thăng? Chuyện này bạn phải tự hỏi và kiểm điểm chính mình có phạm giới hay không. Nếu như xuất gia đã thọ giới mà phạm giới thì tính ra chuyện bản thân xuống địa ngục là có dư, thì còn nói chi đến việc đủ phúc đức nhờ vào việc xuất gia mà quá độ cõi âm sinh thiên, làm sao có được. Nếu như bạn xuất gia nghiêm trì giới luật, tinh tấn niệm Phật tu hành, phụ mẫu sẽ nhờ công đức xuất gia này của bạn mà sinh thiên. Chắc chắn điều này có thực không nghi. Từ xưa đến nay, sự tích chứng thực việc này có rất nhiều. Phần tôi đem kinh nghiệm về mẫu thân của mình kể ra cho quý vị nghe, không phải là
tự thổi phồng khoe khoang mình, mà chính vì muốn chứng minh lời Phật nói không hề hư vọng. Tôi chỉ là phàm phu, song vẫn có thể nương vào công đức xuất gia tu hành khiến mẹ được sinh thiên. Tôi hy vọng quý vị đều có thể nghĩ như vậy. Vì xuất gia mình không thể phụng dưỡng mẹ cha, nên tâm hằng nguyện phải nghiêm trì tịnh giới, nỗ lực tu hành, hầu có thể dùng công đức này hồi hướng cho cha mẹ. Nếu như quý vị có thể làm được như thế thì không còn gì quý hơn. Như vậy mới đúng với câu đệ tử Phật là đại hiếu, vì báo được ân cha mẹ nhiều đời. Đây mới chính là chân chánh báo đền đại ân đại đức của quyến thân vậy. Anh bạn sinh viên Tú là bạn học chung trường với tôi. Anh cao vừa tầm, dung mạo bình thường, gia cảnh nghèo, tính nhút nhát hay mắc cỡ. Anh giống tôi ở chỗ ưa lướt nét, vui chơi, học tập nhàn nhã. Chúng tôi đồng học văn khoa, cùng chưa xong năm tư. Thời buổi này sinh viên đứa nào cũng mơ ước sau khi tốt nghiệp tìm được công tác ngon, thu nhập mãn ý. Vì vậy ai cũng lo phấn đấu, mong gặp may vớ được cơ hội tốt. Anh Tú thời cao trung đã có bạn gái, sau đó mỗi người thi đậu vào trường đại học riêng. Tuy khác thành phố nhưng hai bên vẫn duy trì tình cảm mật thiết. Hôm nọ cô bạn sinh viên tìm đến thăm, hơn nữa còn chủ động muốn trao thân cho anh. Lúc này Tú đã có nhà trọ riêng, song ngay vào thời điểm quan trọng nhất, anh vẫn kiên trì giữ mình như ngọc, nhất quyết dùng lý trí chiến thắng dục vọng, không chịu vượt qua lễ giáo khi chưa kết hôn. Trước sự cự tuyệt của anh, cô bạn gái xấu hổ, hóa giận. Sau khi bỏ ra về rồi thì dứt khoát chia tay với anh. Tôi hỏi anh, có hối tiếc gì thái độ cư xử phong kiến bảo thủ ấy chăng? Anh đáp, tuyệt đối không. Và anh giải thích rằng đó là khuôn vàng thước ngọc mà cổ thánh tiên hiền từng nhắc nhở, bản thân anh bắt buộc phải tôn trọng dâng theo. Mặc cho bạn bè cười đùa chế nhạo rằng anh làm vậy là thiếu nam tính, không chuẩn men, họ còn nghịch ngợm tỏ vẻ nghi ngờ, nói hay là anh thuộc loại bê đê. Anh vẫn tỉnh bơ, không thèm để ý và luôn nghiêm túc giữ mình, trung thành với câu nhất quyết không vượt qua lễ giáo khi chưa kết hôn. Do vậy mà anh không bao giờ suồng sã với ai, chỉ trích chế nhạo riết không nhầm gì. Chúng tôi xoay qua kính phục tính nết đoan chính của anh. Dù vậy chúng tôi vẫn không tha, thường trêu anh là động vật quý hiếm còn sót lại trên thế gian này. Vì nếu gặp tay chúng tôi mà cô nào sẵn lòng trao thân thì sẽ nhiệt tình đáp ứng ngay. Dạo gần tốt nghiệp, các sinh viên vừa học vừa lo kiếm tìm công tác cho lúc ra trường, ai cũng bận bù đầu, chỉ riêng Tú là thong dong nhàn nhã. Anh không lộ vẻ ưu tư chi, vì vậy mà chúng tôi thường trêu anh, nếu không biết lo xa thì sau khi tốt nghiệp cũng đồng nghĩa với thất nghiệp đấy. Nhưng Tú vẫn không để lòng. Kết quả sau khi tốt nghiệp xong, anh thất nghiệp thiệt. Do vậy mà anh phải đi thẩm quyến để tìm việc. Nhưng không ai ngờ được là sau đó không lâu, Tú đã nhanh chóng được quý nhân giúp đỡ, tiến thẳng vào làm trong đài truyền hình X, một nơi rất nổi danh, có tiêu chuẩn tuyển người rất khắt khe. Song là một chỗ làm cực kỳ ngon,
mà đa số chúng tôi đều mơ ước, nhưng không phải ai cũng giới tới được. Vì vậy mà Tú đã khiến tất cả bạn bè đều tròn mắt ngạc nhiên. Bởi các nhân vật tài ba ưu việt muốn vào làm trong đài truyền hình X này mà còn chưa được, vậy mà hạng xoàng mới ra trường như Tú lại trúng tuyển ngon ơ. Phải nói đây là may mắn đặc biệt hiếm, không phải ai cũng tốt số như anh. Nếu bàn về may mắn thì tôi có thể giải thích theo lời của cổ nhân: người nào có được may mắn kỳ lạ thì nhất định là họ đã sở hữu được những đức hạnh làm kinh động quỷ thần. Vâng, đức hạnh đó chính là nết đoan chính, ngay thẳng, không chịu làm điều gì ám muội khuất tất. Vì ngay giây phút bạn gái nhào vào lòng anh, chủ động hiến thân, anh vẫn có đủ sáng suốt kịp thời dừng lại, không hành tà hạnh, không tự phá đức mình. Anh không hề tham dâm hiếu sắc, cho dù anh rất yêu bạn gái, nhưng vẫn nhất quyết cự tuyệt hành vi phi lễ. Định lực và phẩm hạnh này của anh đã khiến nhiều người khâm phục. Nghe kể thời cổ đại cũng có rất nhiều thư sinh nhờ cự tuyệt tà dâm, không chịu dụng trộm với nữ nhân mà thu được phúc báo lớn. Những chuyện này hiển nhiên là có thực không dối. Vì chuyện của anh Tú bạn tôi là một bằng chứng sống động gần đây nhất. Suốt 4 năm đại học, tôi cùng anh Tú sinh hoạt ăn ở đồng như nhau. Hai chúng tôi đều có tính ham vui, ưa chơi thích nhàn, nên học tập tương đối trung bình. Thế nhưng tôi có một cá tính khác hẳn anh, là tà hạnh. Tôi rất mê dâm tham sắc, vì vậy mà đường quan lộ của tôi luôn gập ghềnh trắc trở, khó tìm được việc ngon như anh. Tôi và anh là đôi bạn thân, nhưng chúng tôi lại có hai nếp sống tương phản thuộc về đức hạnh. Sự tương phản này há chẳng phải là đang nhắc chúng ta cái đạo lý muôn đời: giới sắc thì được phúc, tham dâm thì rước họa hay sao? Đương nhiên, ngoài việc giới trừ tà dâm, còn phải quân thêm nhiều phẩm hạnh khác nữa. Sau bao nhiêu kinh nghiệm đau thương, tôi thu thập được nhiều bài học xương máu và chợt nhớ tới hai câu răn dạy của Thánh Hiền: số vốn giàu sang do tham dâm nên số lộc bị tước đi lầu ngọc, đáng phận hiển vinh do phóng đảng mà danh phong bị xóa nơi bản vàng. Tôi cũng muốn thốt một câu: con sẵn sàng giữ giới không tà dâm và nguyện trao dồi đức hạnh để có được phúc báo và thành công, có được việc làm như ý, có được hạnh phúc mỹ mãn. Chuyện của tôi. Năm nay tôi 27 tuổi, hồi học lớp 3 tiểu học, thông qua người khác tôi biết đến phim mạnh xét, và kể từ đó tôi giả biệt tính ngây thơ của tuổi đồng niên, lún sâu vào vực thẳm tà dâm. Thời trung học tôi cũng thường tiếp xúc với đĩa xét, dù không hoàn toàn chìm đắm, nhưng thành tích học do vậy mà bắt đầu suy. Nhưng trải qua các kỳ thi, nhờ phúc đức tổ tiên, tôi vẫn vượt qua thuận lợi và đậu đại học với điểm cao. Vào đại học, tôi bắt đầu xoay cuồng truy đuổi tình yêu, đến nỗi học, chơi, vận động, ăn ngủ vân vân, bất kể thời gian nào, ngay cả trong mộng tôi cũng chẳng lìa dâm ái. Vì vậy mà thần phách luôn điên đảo, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như cái xác không hồn. Tuy tâm mê tình mãnh liệt, nhưng bản tính nhút nhát
nên tôi chưa có cơ hội giao du nhiều với phái nữ để phát tác bản chất háo sắc ham dâm của mình. Qua học kỳ 2, tôi sắm máy vi tính. Đây là lúc tôi bắt đầu chìm đắm, vì đã có cơ hội để săn lùng tải xuống những bộ phim ảnh vân vân không lành mạnh để xem thường xuyên. Trong khi cùng bạn bè giao lưu, thỉnh thoảng tôi cũng giải trí bằng cách xem xét, còn tỏ ra rất tài dục, bộc lộ hết thói phóng đãng. Tôi thích săn lùng YouTube lõa thể, những phim đen kích thích tình dục vân vân. Tất nhiên, những loại giải trí dơ bẩn này vô hình đã làm ô nhiễm khí chất thuần chơn của tôi. Xong 2 năm thì nghỉ hè, tôi quen thói thủ dâm, hình như cứ 2 ngày phải giải quyết 1 lần. Bây giờ nghĩ lại, đó là quá khứ cực kỳ thống khổ, khó kham nhất của tôi. Do vì tôi mỗi lần tầm cầu khoái lạc tạm thời mà không biết đó là căn nguyên khổ. Nhất là một khi tự xử rồi thì rất dễ phóng túng buông thả bản thân, khiến tôi càng thêm say đắm khoái lạc, ưa nhậu, ham ăn, mê muội, ngủ nhiều, nông nổi, nóng nảy, vân vân. Mà tất cả điều này lại khiến bản thân tiếp tục trầm luân, vô phương ngoi lên. Suốt 4 năm đại học, tôi biểu hiện cực kỳ xoàng, có thể nói là thất bại. Đầu tiên, tôi không được xác nhận là học sinh giỏi, chẳng được xếp vào hàng danh dự. Từ tiểu học đến cao trung, tổng cộng tôi có được 8-9 lần xếp vào bảng danh dự và 1 lần ưu tú. Lần này tôi không lãnh được suất học bổng nào, thành tích xem như thụt lùi. Tóm lại, do bị nhiễm thói xấu thủ dâm nên học vấn sa sút, tôi rước vào toàn suy sụp hỏng bét. Chỉ có học qua ngày, không còn minh mẫn. Có thể thấy thủ dâm giống như ma túy, nhưng còn độc hơn ma túy. Cuối năm 4, tôi vẫn trong trạng thái tinh thần sa sút mịt mờ. Dù tốt nghiệp đại học rồi, tôi vẫn nằm nhà ăn chực. Thời gian đó, tôi chuẩn bị thi vào viện nghiên cứu. Tôi vẫn dở tật cũ là thường thủ dâm. Mỗi lần phóng túng xong thì tinh thần suy sụp. Suốt thời gian dài, tôi cứ tái lập dưỡng nuôi thói xấu này, nên không có tinh thần để thi. 6 tháng đầu năm 2010, tôi buồn rầu tự kiểm điểm và tìm đọc các tác phẩm khuyên dứt trừ tà dâm, bắt đầu hiểu được Phật Pháp chút ít và khám phá ra. Sở dĩ mình gặp nhiều xui xẻo, bất hạnh, thấy đều do thói tà dâm. Sau đó, tôi nghiên cứu, tập tu Phật Pháp, nguyện thực hành theo và không ngừng sám hối. Quyết từ bỏ tật xấu, lo tu thiện, tôi bắt đầu đoạn tuyệt với những văn hóa không lành. Nhờ từ lực chư Phật Bồ Tát gia trì, dần dần tôi dứt bỏ thói xấu thủ dâm. Đại khái từ tháng 8 năm 2010 đến nay, trừ trong mộng ra, vì trong mộng có lúc còn bị dâm quỷ mê hoặc nên tôi bị động thỏa dục. Đây là do xuất tu chưa đủ. Hễ một lần không thắng tật thủ dâm là thân tâm khó tìm được sự yên tĩnh. Từ đó tôi cũng hiểu ra phương thuốc hay giúp dứt tuyệt tà dâm chính là Phật Pháp. Sau bao cố gắng tu sửa thân tâm, cuối cùng tôi cũng thi đậu vào một viện nghiên cứu cao cấp ưng ý và được nhà nước Đài Thọ học bổng. Trước đây, vào thời gian tôi thi, cha mẹ tôi từng đi khắp nơi xem bói, nào là rút thẻ, hỏi bốc sư, tìm thầy đoán mệnh vân vân. Hầu như ai cũng đều nói tôi có số khoa bảng, sẽ đậu cao,
nhưng kết quả luôn khiến song thân tôi thất vọng. Bây giờ nghĩ lại, vấn đề chủ yếu là do nơi bản thân tôi. Hơn nữa, tôi hiểu được hai điều. Một, tà dâm làm tiêu hao phúc báo rất lớn, rất mau. Hai, mệnh phúc là do ta tự tạo ra. Từ khi tôi quyết chí tu đức, giữ giới dâm, thì hảo sự đã xuất hiện. Tôi thi đậu, đứng ngay đầu bảng. Vừa bắt đầu thi là tôi đã cảm thấy có điều hay bất khả tư nghị. Sau này tôi càng có niềm tin kiên cố khi nhận ra nhân quả không dối. Thân bằng hảo hữu ai cũng bảo tôi năm nay thời vận đến nên quan vận chuyện tốt. Tôi chỉ mỉm cười vì tôi rất hiểu và thấm thía cái gọi là vận may. Nó không phải từ trên trời rơi xuống mà hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Vận may đó nằm ở chỗ đoạn trừ tà dâm, dứt ác tu thiện. Phải biết, nhân tố cốt yếu gieo ảnh hưởng trầm trọng đến cuộc sống chúng ta chính là tà dâm. Khi phạm tà dục là bạn tự làm tổn hao tinh lực nguyên khí, khiến thân suy nhược, đầu óc trì độn, chưa kể sẽ chiêu dời xui xẻo đến liên miên. Nếu biết đoạn tuyệt tà dâm, bạn sẽ biến thành người có tinh lực sung mãn, đầu óc linh hoạt và vận may luôn tới không ngừng. Trong xã hội mà trí tuệ xếp đứng đầu như hiện nay, thì hành vi tà dâm sẽ khiến thể lực và trí óc bị hạ thấp, khiến ta rơi xã hội, biến thành kẻ tầm thường vô năng, sống ôm phiền muộn cả đời. Có một kinh nghiệm thầm kín là trong thời gian đầu nguyện giới dâm không khống chế được nên tái phạm thủ dâm. Kết quả sau khi thi là tôi bị xếp vào hàng chờ cứu xét. Sau đó tôi biết lỗi, vội sám hối, phát thệ cương quyết dứt trừ tà dâm, thì thu được kết quả đậu vớt. Điều này khiến tôi giật mình và càng gắng sức tu sửa. Tôi phát hiện, hễ tôi càng tu sửa gìn giữ đức hạnh, thì mọi việc hanh thông, thi đậu rất cao, quan lộ thăng tiến, song thân được vui lòng. Đây là tất cả những gì tôi muốn thổ lộ, chia sẻ. Mong các bạn hãy giới dâm. Chuyện của Frank. Ngày 28 tháng 4 năm 1982, tôi gọi thợ tới sửa vật dụng trong nhà mình. Anh tên Frank, nhân phẩm rất tốt. Nghe Frank nói tiếng Anh pha giọng Đức, tôi bèn đổi sang dùng tiếng Đức đàm thoại với anh. Nhờ 20 năm trước tôi từng lãnh giải thưởng văn học ở Viên, nước Áo, nên đối với người sống ở thủ đô Viên cũng rất có cảm tình. Tôi và anh nói chuyện rất tương đắc. Đột nhiên tôi thấy một cảnh lạ nên đã lên tiếng khuyên anh: "Này, đừng có vào sơn lâm săn bắn nhé. Săn bắn sát sinh là tội lớn, mà anh lại quá ưa thích đi săn." Frank kinh ngạc, trố mắt nhìn tôi hỏi: "Làm sao ông biết tôi ưa đi săn?" "Tôi biết. Tôi thấy cảnh anh tiến vào khu rừng Hồng Mộc phía Bắc Cali để đi săn. Trong lòng anh lúc đó rất kinh nghi, vì anh cảm giác giống như có ai đang nhìn lén mình. Anh còn nghe được tiếng thở, nhưng khi ngó xung quanh lại không thấy ai. Anh biết không, đó là tinh linh của cây Hồng Mộc đang nhìn anh. Những cổ thụ hàng trăm năm này đều có trí huệ." Anh ta kinh ngạc thất sắc nói: "Đúng rồi, tôi đã từng trải qua kinh nghiệm y như ông mô tả.
Lúc đó tôi hoảng đến muốn chạy trốn. Tôi chưa từng kể ai nghe việc này. Vì sao ông biết rõ hết vậy? Tôi đáp: không những tôi nhìn thấy việc đã qua, mà còn thấy trong tương lai, vào khoảng tháng 9 tới, anh sẽ vào núi đi săn nữa. Ông có thiên nhãn ư? Không, là Bồ Tát Quan Thế Âm kêu tôi khuyên và cảnh báo cho anh biết, anh không nên sai lầm tiếp tục săn bắn giết chóc loài vật vô tội nữa. Nếu không, anh sẽ tự chiêu lấy họa hiểm. Nghĩa là sẽ có viên đạn bay vào hướng bên phải đầu anh, thậm chí làm anh mất mạng. Song nếu như lòng anh có niệm thiện, từ bỏ không sát sinh nữa, thì anh sẽ thoát nạn này. Friend nhún vai nói: tôi là tín đồ đạo Tin Lành, tôi không tin lời ông nói đâu. Tôi đáp: anh không tin cũng chẳng quan trọng, nhưng mà cho phép tôi yêu cầu anh một điều. Vào khoảng tháng 9, lúc anh vào sơn lâm săn bắn, anh sẽ gặp một con nai có thai. Xin hãy buông tha, đừng bắn chết nó. Nếu anh chịu khởi lòng xót thương, Bồ Tát ác sẽ bảo hộ anh bình an quay về. Friend mỉm cười rồi bỏ đi. Khoảng đầu tháng 10, Friend đột nhiên đến thăm, lộ vẻ cảm kích, nói: Peter. Peter là tên khác của tôi. Ông thật là tài đó. Tôi cười: quả nhiên tôi nói không sai. Anh bị viên đạn bắn sượt qua lỗ tai phải rồi phải không? Đúng vậy. Cuối tháng 9 tôi nghỉ phép, được bạn bè rủ vào rừng săn bắn. Chúng tôi đồng vào thâm sơn, lặn lội mấy ngày trong tuyết lớn, mới thấy có một con nai. Tôi là người phát hiện ra nó đầu tiên. Lúc đó tôi giương súng lên, đang nhắm cho chuẩn, thì bỗng chú ý tới cái bụng bầu to của nó. Thế là tôi chợt nhớ tới lời thỉnh cầu của ông. Tim tôi mềm lại, tôi bèn chĩa nhanh súng lên trời cho nổ một phát, hòng giúp con nai chạy thoát, tránh cảnh nó bị các bạn của tôi phát hiện ra bắn chết. Sau đó, ngày tối hôm ấy, mọi người ngồi bên đống lửa cạnh lều ăn nhậu. Các bạn tôi lao súng, một đứa không cẩn thận bóp nhầm cò súng và viên đạn bay ngang qua đầu tôi. Hên là nó chỉ sượt qua vành tay phải. Tôi nói viên đạn đó vốn là sẽ ghim đúng vào ấn đường của anh, nhưng nhờ anh khởi một niệm thiện nên Bồ Tát đặc biệt che chở cứu mạng anh. Từ rày về sau, xin anh không nên sát sinh nữa, mà cũng không thể không tin Bồ Tát. Friend nói: tôi tin rồi. Ngay lúc thoát chết đó, tôi đã hoảng sợ tới kinh hồn bạc vía. Sau khi định thần lại thì nhớ ngay đến lời anh, tôi quyết từ bỏ hẳn thú vui săn bắn này và vội vã quay về. Từ rày thì sẽ không sát sinh nữa. Bây giờ Friend tin thờ Chúa lẫn chư Phật Bồ Tát. Tôi cảm thấy không có trở ngại chi, chỉ cần tâm anh hướng thiện, không sát sinh là tốt rồi. Út rồi, út rồi, út rồi, út rồi. Buổi cầu siêu kỳ lạ. Hôm qua tôi được mời đi làm lễ siêu độ cho một thanh niên trẻ thuộc con nhà giàu có. Ông nội và phụ thân y đều là phú thương. Trong lúc tổ chức lễ sám, cúng phẩm trưng bày rất phong nhiêu. Tôi lên pháp tòa, mới ngồi chưa bao lâu thì thấy quan táo thần trong nhà cầm một tấm vải trắng, trên viết hai từ Dâm Báo, đưa cho tôi xem. Tôi xem xong im lặng không nói gì, nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Tôi ngồi trên tòa cao đọc bài báo cáo,
biết thanh niên này tên Từ Bổn, chết năm 25 tuổi, chết không rõ nguyên nhân. Trong lúc tôi dẫn thỉnh vong linh, tôi luôn quan sát xem hồn có tới chăng. Đây là điểm đặc biệt. Nếu tôi thấy linh có tới và đi, tức là làm siêu độ được. Còn không thì chỉ là biểu hiện giả dối, có siêu độ bên ngoài mà thôi. Tôi đã niệm chú triệu thỉnh, đốt văn trình báo xong rồi mà vẫn không thấy hồn của tên Từ Bổn tới. Bốn bề mênh mông trống rỗng. Nếu cứ thế này thì buổi lễ xem như vô phương tiếp tục tiến hành. Nếu như là chư sư khác thì pháp sự vẫn cứ làm. Bởi dù sao người nhà họ đâu ai nhìn thấy gì. Tôi bèn bắt ấn câu triệu của mật giáo để câu hồn phách, nhưng vong linh vẫn không tới. Chỉ thấy ông táo thần lò dò tới, cũng vẫn cầm miếng vải trắng, nêu rõ hai từ: dâm báo. Táo thần là tên thế gian thường gọi, song ông còn có danh khác là Tư Mệnh Chân Quân, là vị thần trong coi nhà bếp. Theo âm lịch thì ngày mùng 3 tháng 8 là sinh nhật táo thần, còn ngày 23 tháng chạp thì táo thần lên trời, cũng gọi là thượng thiên ngôn hảo sự, hạ địa báo bình an, tức là lên trời trình hảo sự, xuống dưới báo bình an. Táo thần chuyên trông coi về thiện ác, công, tội của mỗi nhà. Hàng năm, ông báo cáo lên trời, rồi y theo đó mà định nhân gian qua năm mới phúc họa ra sao. Cần tước phúc hay ban phúc, việc này thuộc trên trời định luận. Tôi hỏi táo thần: vong hồn Từ Bổn hiện đang ở đâu vậy? Táo đáp: vô, tức là không. Tôi nói: sống là người, chết thành vong, vậy mà ngay cả hồn cũng không, điều này quá vô lý. Có phải ông giấu linh hồn Từ Bổn chăng? Táo lắc đầu nói: không có. Tôi ngẩn ngơ: táo không giấu vong linh Từ Bổn, mà tôi đã dùng u minh thiệp triệu thỉnh. Nếu hồn Từ Bổn hiện ở cõi âm thì đúng lý phải sớm bay tới đây rồi. Thế nhưng tại sao đợi mãi vẫn không đến? Tôi đang hoang mang thắc mắc vì chẳng thấy tâm hơi hồn Từ Bổn đâu. Tại dương gian Từ Bổn đã chết, thế mà lại không tìm ra hắn tại âm gian. Vậy y hiện đang ở đâu? Đến chỗ nào kia chứ? Tôi tự hỏi mãi, trong bốn chỗ phong, địa, thủy, hỏa, y đang trụ ở đâu đây? Tiếp đến, tôi lại trì một câu chú, đại ý là: nếu có thể tìm được trong di trần, trong thủy thế giới, trong tất cả tàn thân thế giới di tế, thì chỗ nào có thì xin đều hiển hiện. Nhưng kết quả vẫn là không. Tôi biết rõ uy lực câu triệu của mật chú này, vì trong pháp siêu độ triệu thỉnh, mật chú có trăm ngàn vạn ức đại oai thần lực. Nếu đã đọc lên triệu thỉnh mà không thấy dòng đến, thì pháp sự này chẳng cần làm nữa, vì có làm cũng uổng công vô ích. Thế là tôi liền xuống tòa bảo chủ nhà: không thể tiến hành siêu độ được. Chủ nhà hỏi: có chỗ nào không đúng ư? Là do tiền không đủ ư? Không, không phải vấn đề tiền, mà là có chuyện rất quái lạ. Quái lạ gì hả? Tôi thật thà nói: là do khí phận rất lạ, hồn chẳng đến. Điều này liên quan đến việc vong linh phạm tội đại ác về dâm. Do vậy mà cá nhân tôi không cách chi làm lễ siêu độ được. Gia chủ sẵn giọng: thầy nói tức cười chưa? Lẽ nào lại thế? Nói vậy không phải quá vô lý ư? Chỉ một lễ siêu độ nhỏ thôi mà thầy không ưa làm thì cứ nói không làm,
đâu cần phải đổ thừa lung tung. Nào là do khí phận hồn phách và miệt thị con tôi bị dâm báo như vậy. Thầy không làm thì chúng tôi sẽ thỉnh người khác đến làm, có hề chi đâu. Tôi chào chủ nhà cùng các thân hữu tại hiện trường rồi ưu tư ra về. Nghe kể tối đó, chủ nhà mời rất nhiều đoàn nổi tiếng đến tụng kinh, phối hợp đủ màn diễn tấu với đầy đủ dụng cụ điện tử hiện đại, tạo thành một lễ cầu siêu rất náo nhiệt. Sau đó, chủ nhà còn thốt lời chê bai, cười nhạo tôi. Tôi từng vì chuyện siêu độ này mà cảm thấy khó kham. Bởi mình đã lên pháp tòa rồi mà lại tuột xuống, còn thốt lời nói với chủ sự là không thể làm lễ siêu độ này. Nói thật, đến bây giờ tôi cũng không thể làm. Điều này quả thực là chuyện hy hữu, rất hiếm khi xảy ra trong đời tôi. Tuyệt không phải do tôi cống cao ngã mạn, chỉ vì tôi biết quá rõ, vong hồn từ bổn không đến. Nếu vong không đến, làm sao tôi có thể tiến hành pháp sự siêu độ được? Do không thể tận mắt thấy vong linh siêu thăng, thì làm sao tôi có thể nói là buổi lễ này tiến hành viên mãn tốt đẹp được chứ? Tôi rất muốn tìm hiểu linh hồn của anh chàng từ bổn này rốt cuộc là đang ở chỗ nào. Bèn bỏ công đi đến miếu Thành Hoàng, quyết điều tra cho bằng được mới thôi. Tôi hỏi tôn thần Thành Hoàng: hồn từ bổn đang ở đâu? Thần Hoàng liền kiểm tra, dòm trong sổ thấy không chứng lục. Xin giải thích, có hai hạng người sau khi chết rồi không trải qua chứng lục số liệu. Một là hạng người tu hành, được trực tiếp siêu thăng, nhưng hạng này tương đối hiếm. Hai là hạng đại ác, do phải thọ thảm báo nên hình hài thần hồn đều diệt, gọi là hình thần câu diệt, nên vô tư liệu. Tôi hỏi: vậy thì từ bổn được phi thăng rồi ư? Thành Hoàng xác định: đương nhiên là không. Vậy y bị hình thần câu diệt rồi ư? Điều này hoàn toàn có thể. Thành Hoàng nói: hiện nay xét nguyên nhân phạm tội, sát nhân là đại ác, dâm nhân là đại độc, hiếp sát là cực ác, tất phải thọ u báo là chuyện hiển nhiên. Tôi cảm tạ tôn thần Thành Hoàng chỉ điểm. Sau khi quay về am rồi, tôi vì việc này mà suy tư mãi. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy táo thần cầm tấm vải trắng, trên viết hai từ dâm báo. Thế thì có thể do từ bổn phạm dâm ác mà bị hình thần câu diệt, linh phách đều thọ tội. Tôi ngồi xuống tĩnh tọa, nhắm mắt quan sát, bỗng thấy trước mắt hiện ra một màn bạc, hoa cảnh diễn tiến rõ ràng, hệt như cuộn phim được trình chiếu. Các nữ tỳ giúp việc đều bị từ bổn bức hại cưỡng dâm, làm thương phong bại tục. Tuổi trẻ y dâm tâm hừng thịnh, không gì mà không phạm, càng phóng túng càng ngông cuồng. Từ bổn chẳng kiêng dè trước táo hành dâm, nên tội bị tăng thêm một bậc. Y mặc tình dâm dục chẳng khác thú cầm, hệt kẻ điên si, nơi Phật môn thanh tịnh cũng dám cả gan làm chuyện nhiễm ô, gây bại hoại cho người thanh tu. Đây là hành vi cực kỳ ác, tội này nặng gấp trăm, không thể trốn thoát. Xem ra y không ác gì mà không làm. Hễ gặp mỹ phụ thì y tâm đầy dục loạn, vợ thoái cưỡng hiếp ép càng, bị mỹ phụ kháng cự thà chết chẳng thuận, nên từ bổn đã bóp cổ giết hiếp họ. Sau khi hiếp mỹ phụ và giết chết,
y vùi thay nàng nơi quan sơn, tâm không chút cải hối, còn hại luôn gái nhà lành. Trong cơn thiền quán, từng chữ từng câu tội trạng từ bổn hiện lên vô cùng rõ ràng trên màn ảnh. Tôi xem mà hết hồn. Tôi đã hiểu rõ, từ bổn chết là bị la sát quỷ trừng hại. Trong lễ cầu siêu, dòng hắn không thể đến, nguyên nhân là do đây. Một hôm, tôi đang đi trên đường, tình cờ gặp một ông lão. Ông dồn dã hỏi thăm: có phải thầy Lư đó không ạ? À? Phải. Ngài không nhận ra tôi ư? Chỉ thấy quen quen thôi. Xin lỗi nhé, do hàng ngày tôi tiếp xúc cả trăm người nên nhất thời chưa thể nhớ ra. Ông già tự giới thiệu: tôi họ Tô, là quản gia nhà tỷ phú họ Từ. Tôi trông coi cậu từ bổn từ nhỏ đến lớn. Lúc thầy làm lễ siêu độ, tôi cũng có mặt ở đó. À, ra là vậy. Tôi nhớ rồi, đã có gặp lão mấy lần, từng trò chuyện căn dặn lão sắp đặt đàn tràng làm sao. Cho tôi xin lỗi nha, quả thực tôi vô phương siêu độ từ bổn, tôi đã cố hết sức rồi. Lão Tu thân mật nói: ngài là một tu sĩ chân chánh, đúng bậc chánh hạnh. Ngài không giả dối, lại thẳng tín, chẳng ưa che giấu điều gì. Rồi lão hạ giọng nói nhỏ vào tai tôi: đối với những việc từ bổn làm, chúng tôi rất rành và quá hiểu các hành vi bất hảo, tác oai tác quái của y. Cho nên chuyện ngài vô phương siêu độ là đúng thực, bọn chúng tôi ai cũng tin. Thế nhưng phận làm công ăn lương nhà họ Từ, chúng tôi nào dám nói. Rồi lão thở dài than: từ bổn háo sắc đại tà, tạo ác kinh thiên, do vậy mà bị yểu mạng, chết không lành. Số nữ gia nhân của Từ gia có 4 vị, còn nam quản gia chỉ có mình tôi. Hôm nọ lão nô ngủ không được, muốn rít một hơi thuốc, bèn đứng dậy đi ra hoa viên chuẩn bị mồi thuốc hút, thì bỗng chứng kiến cảnh từ bổn đang hành tà sự hiếp nữ tỳ. Còn bà giúp việc họ Trần đã kết hôn, đã có chồng ở nhà, sao cũng bị y hành tà dục tại bếp. Càng không tưởng tượng được là cả đám tỳ nữ giúp việc tổng cộng 4 người y đều xâm hại. Từ bổn không bỏ qua ai. Tôi nói y không tha nữ tu và còn giết hiếp cả quả phụ nữa. Lão nghe tôi nói kinh sợ đến giật cả mình: làm sao mà ngài biết rành hết vậy? Tôi đáp: muốn người đừng biết thì mình đừng làm. Lão Tô nói: dân, tôi hiểu rồi. Ôi chao, cái gã từ bổn ngông cuồng dâm ác này hằng ỷ thế giàu sang, tạo tội vô số, khó mà kể hết. Làm ác thì phải thọ ác báo, y không biết ăn năn sám hối thì làm sao có thể siêu độ được chứ. Lão quản gia lắc đầu than thở, sau đó lão lễ phép cáo biệt tôi, buồn bã bước đi. Lư lão sư. Cô bạn tiến sĩ. Cô y bạn tôi là tiến sĩ kinh tế, kiêm giảng sư cao học. Cô không hiểu Phật giáo, không học Phật, nhưng lại ngộ ra chuyện sinh tử của kiếp người là một dòng tuần hoàn liên tục, chẳng đáng sợ. Cô không hay tụng niệm, nhưng lại nhìn thấy cảnh giới của người lâm chung, hiểu rõ cần phải niệm Phật mới có thể giúp người mất bình an chuyển sinh. Rằng muốn giúp đỡ người sau khi chết thì điều cần làm đầu tiên là nên thỉnh tu sĩ các chùa làm lễ siêu độ cho. Cô y bẩm sinh đã có ngộ tính và trí huệ cao, tất cả đều xuất phát từ tâm thanh tịnh từ ái,
không tham mê danh lợi hồng trần của cô. Xưa kia gia tộc cô cũng có một vị là tu sĩ ở trong Tử Cấm Thành chuyên hướng dẫn hoàng cung tu. Cô kể tôi nghe lần nọ ông Tú là thân nhân của bạn cô Tà Thế, cô đến thăm. Để tránh làm phiền tăng quyến, cô đứng bên ngoài phòng mình. Gia đình người mất hoàn toàn không theo tôn giáo nào, thế nhưng chị dâu ông Tú là tin Phật, niệm Phật, cho nên bà bất chấp những người trong gia đình ngăn cản, cương quyết tiến vào phòng mình niệm Phật cầu cho người mất. Cô y không hiểu gì về Phật, cô chỉ chắp tay lại chí thành nguyện cầu cho ông Tú ra đi an lành. Có lẽ chị dâu của người mất niệm Phật thành tâm nên được cảm ứng, vì cô y nhìn thấy rõ cảnh tượng người mất biến hóa đến kinh ngạc. Ngay trong tiếng niệm Phật gian gian của chị dâu, cô thấy vong linh từ giường bệnh bay ra khỏi xác, hình dáng trong suốt nhẹ như khói mây. Đầu tiên ông bay lên dừng lên trần nhà phòng bệnh, nhìn thật lâu vào tất cả những gì đang xảy ra trên xác thân ông. Cuối cùng trước mặt ông đột nhiên xuất hiện một con đường sáng xông thẳng lên trời. Thế là vong linh nương theo con đường hình trung ốc tràn ngập ánh sáng đó bay thẳng lên vũ trụ vô biên. Cô y tận mắt chứng kiến sự tình này thì đột nhiên khai ngộ, hiểu rằng chuyện tử vong của con người không đáng sợ, bởi vì tiếp theo sau cửa tử một đời sống mới lại bắt đầu. Có đáng sợ chăng là nghiệp ác người mất đã tạo và phải đem theo mà thôi. Do vậy khi sống ta cần phải làm toàn điều thiện. Còn nữa, khi làm đám cho người chết, nhất định thân quyến không được giết chóc, cúng mặn, mà phải cúng chay. Khi người thân chết, quyến thuộc tuyệt đối không được khóc, vì làm vậy sẽ khiến người mất tâm bất an, bị quyến luyến dương dẫn, làm rối lòng. Mà nếu họ khởi một niệm loạn, sai, thì sẽ bị đọa. Cô còn bảo tôi, lúc ba chồng cô qua đời, cô thấy rõ vong linh ông bay lên vách tường phòng, nên lập tức bảo chồng: ba chưa đi đâu, hiện vẫn còn ở trong phòng này. Một lát sau, vong ba chồng cô từ từ bay ra cửa sổ. Cô đem kinh nghiệm này kể tôi nghe và nói: tử thực tế là tiếp tục sinh, cho nên đối với tử vong không có gì đáng sợ nếu như bạn luôn sống thiện. Nhưng trong thời đại khoa học này, khó mà giải thích cho người ta hiểu được chuyện chết và cảnh giới hậu tử tiếp theo sau đó, do đa số mọi người đều chẳng biết chết là thế nào. Họ chỉ biết sống thì lo tranh đấu, giành giật, tham ái, ăn ngon. Do mê lầm này nên họ tạo đủ tội ác, đem đến vô vàn thống khổ cho tâm và thân. Thượng sư tôi đã nhiều lần nhắc nhở, các chứng bệnh của con người ta như nghẽn mạch máu não, sida, bại liệt, trúng phong, ung bướu, thần kinh, vân vân là từ đâu đến? Là do tham ái tạo thành, là do sắc, đạo, dâm, vọng, chiêu cảm. Tại Mỹ, thông thường khoảng 2-3 tháng trước khi người bệnh sắp tạ thế, bác sĩ luôn thông báo rõ tình hình cho người bệnh biết để họ tiện xử lý mọi việc khi còn sống và bình tĩnh đón cái chết đến. Còn đa số người Đông Phương chúng ta xưa nay không được giáo dục như thế, lại không có chút hiểu biết về sinh và tử, cho nên mỗi khi có người bệnh lìa đời thì gia quyến còn biểu diễn cảnh khóc lóc, níu kéo, gây náo động rùm beng, khiến người chết càng bị ái luyến trói buộc, thống khổ nhiều thêm. Chưa kể những nguy hại do tang quyến sát sinh quá nhiều để cúng tế. Họ hoàn toàn không biết rằng làm như thế chỉ khiến linh thức người mất đọa vào ác đạo, đối với người mất chỉ có hại, tuyệt không giúp ích được gì. Thế nên nếu chúng ta yêu thương gia đình và thân hữu thì nhất định trong lúc họ còn sống phải nói cho họ hiểu rõ về cái chết, để mọi người ngay trong lúc còn sống biết chuẩn bị thật tốt cho phút ra đi bằng thiện nghiệp tích lũy của chính mình. Và ngay giây phút người thân chết đi, không nên khóc lóc làm ầm, phá rối sự giảng sinh của họ. Muốn đoạn trừ phiền não, liễu sinh tử,
chứng bồ đề thì phải tu hành. Ai tu nấy đắc, chẳng tu thì chẳng đắc. Việc quan trọng tối cần của mỗi người chính là liễu sinh tử.